tân đầu năm. Qua một năm rủa rối tơ tầm, năm mới nhiều vòng chờ mong, may nhiều rủi ít ngóng trông, vui cùng pháo nổ rượu hồng. Xuân dù thay đổi biến bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, tin canh lộc những bâng khuâng, xuân này chắc gặp tình nhân. Ủa, cây gậy của tôi đâu rồi? Bà con có thấy cây gậy của tôi không? À, đây rồi. Chết rồi. Ơ, chào bà con. Sao nào mê Tết đến mà phố xa vắng vẻ thế nhỉ? Thanh niên bây giờ bỏ xứ hết, Tết nhất chúng nó có về đâu? Vắng vẻ thế này thì cái sự nghiệp bố toán của tôi lại lầm đận rồi. Tí xỉu dần mão thiền tế. Thầy. Thầy ơi, thầy có phải là thầy Thanh Sơn không vậy thầy? Ô hai, cậu làm gì mà cứ quỳnh quăng như đỉa phải vô đi nhờ. Ngồi xuống mà ngồi. Dạ, con chào thầy. Thầy chào con. Dạ thưa thầy, em cũng tâm sự với thầy chút xíu. Sắp tới em có thi học kỳ á thầy, nhưng mà em làm biếng học bài lắm. Bây giờ thầy có cách nào chỉ giùm em coi, không cần học bài mà cũng đạt được điểm cao không vậy thầy? Được, xòe đây ra. Dạ. Sao thầy gã vô lòng bàn tay em ngẫu quá hả? Tay bẩn lắm, không xem được. Rồi bây giờ nó bẩn rồi làm sao thầy? Nước đây, rửa tay đây. Trời ơi, thầy chu đáo quá. Ủa, chai nước của em à? Thôi để em tự rửa luôn à thầy. Trời, tay em sạch rồi đó thầy. Thầy coi tiếp giùm em đi. Được, để ta xem. Dạ. Muốn đạt điểm cao mà không cần học bài chỉ có một cách. Cách gì vậy thầy? Đó là gian lận. Ủa, gian lận là sao vậy thầy? Sáng láng như thế này mày không biết gian lận à? Gian lận là copy bài ấy. Nhưng mà thầy ơi, cái vụ mà gian lận copy bài trong lớp á, em không dám làm đâu. Lỡ cô mà bắt gặp được ha, cô đuổi học em, cô cho em zero luôn á thầy. Không mấy, thầy coi giùm em cách khác được không? Đưa mặt đây ta xem. Mặt hả? Có mặt. Dạ, thầy. Nhìn mặt mày sáng sủa nhưng đầu óc tối tăm ấy. Đầu óc tối tăm là sao? Nghĩa là không chịu học bài, cho nên không có trí khôn. Trời ơi, cái đó thì em biết rồi, cho nên em mới cần thầy giúp đỡ cho em, không? Thầy ơi, không mấy bây giờ mình bỏ coi tai đi, mình bỏ coi mặt luôn đi. Thầy khai sáng trí khôn cho em được không? Được, để ta mở trí khôn của con ra. Dạ, cảm ơn thầy. Trước tiên trả lời các câu hỏi của ta. Dạ. Thì trí khôn của con sẽ được khôn ra. Câu hỏi số 1. Dạ. Nghe cho thật kỹ. Dạ. Con gì đập thì nó sống, không đập thì chết? Dạ thưa thầy, đó chính là con đĩa. Không đúng. Đập thì nó sống, không đập thì nó chết. Đó chính là con tim. Ủa, tại sao là con tim thầy? Quả tim là của con người ta. Tim đập thì mới sống, tim không đập có nghĩa là chết. Trời ơi, thầy hay quá. Vậy mà em nghĩ không ra. Biết sao không? Em cũng gần nghĩ ra đó mà. Tại vì thầy nói cho nên em để thầy nói luôn. Bây giờ thầy hỏi em câu số 2 đi. Em nhất định sẽ trả lời được cho thầy xem. Câu hỏi số 2. Dạ. Tập trung và lắng nghe. Có một đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con?
Dạ thưa thầy, trước khi em trả lời câu hỏi của thầy, xin thầy nhắc lại câu hỏi số 2 giùm em. Có một đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con? Trời ơi, dạ thưa thầy, không có con nào hết, đúng không? Không đúng. Tại sao, mấy con? Tổng cộng là 24 con. Tại sao lại là 24 con thầy? Chuột điếc là chuột hư tai, hư tai là 24 con. Trời. Còn thế là mình có biết. Trời ơi, em không chịu đâu, em không chịu, không chịu đâu. Cái này là thầy đố mẹo em mà thầy nói lái từ, em chịu, không chịu. Thôi, bây giờ á, thầy đã giờ thầy đố con thú mà. Bây giờ á, thầy đố về con người đi, em trả lời cho thầy xem. Thầy đố về con người đi. Câu hỏi cuối cùng. Dạ. Nghe cho thật kỹ. Dạ. Có ba thằng lùn xếp hàng đi dọc vào hang. Thằng đi sau cầm một cái xô, thằng đi giữa cầm một cái sảnh. Hỏi thằng đi trước cầm gì? Trời ơi, câu hỏi về kìa mà thầy cũng hỏi em nữa. Dạ thưa thầy, thằng đi đầu tiên nó không cầm cái gì hết. Vớ vẩn. Nó đi đâu cầm đầu. Ủa, tại sao lại là cầm đầu? Nó đi đầu, nó cầm đầu, không lẽ cầm đuôi à? Không, em không chịu đâu, cái này là thầy anh Giang em, thầy dụ em lần nữa nè, em không chịu, không chịu đâu. Các cô có câu, cần cô bồ thông minh. Con tuy không thông minh, nhưng được cái cũng chẳng cần cù. Như ta đã tiên đoán, cuộc thi kỳ này con sẽ... Không thầy, em biết em đậu mà, đúng không thầy? Ờ đúng, chắc. Ở lại lớp, học chung với ba học sinh lưu ban lười biếng, John Huy, Cẩm Ly, Đại Nghĩa kia kìa.